Cùng công tác tất cả với công ty này là để mà coi như là làm tại ở Bắc miền Trung này để cho hỗ trợ cho những người dân cần những người vào khu vực là giải phóng mặt bằng để cho coi như của nhà nước và coi như các dự án để cho thuận lợi và nhanh chóng. Chứ mình ở Bắc miền Trung này ở giữa cho nên là coi như là các cái thân đèn họ không ra làm đấy, cho nên là cái động lực của coi như là tôi là như vậy, cho nên là tôi cái nhà tôi như vậy tôi phải tiên phong làm đầu tiên làm để cho sau này mình làm cho những cái nhà khác nữa. Để di chuyển thì công nghệ ở đây người ta gọi là công nghệ dùng bàn mạp và con lăn lực kéo, dùng đôi tay thể lực để kéo di chuyển nhà về vị trí. Trong quá trình chuyển thì có thể xoay, ở đây là xoay mất gần 30 độ, xoay ngôi nhà này một hướng về 30 độ. Thì khi xoay thì là phải kết hợp quá trình kéo lại vừa đánh con lăn đồng đều để xoay ngôi nhà.